thưa quý vị, sau khi đất nước ta được hoàn toàn giải phóng bằng chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng và Nhân dân Việt Nam chưa kịp bắt tay vào công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước sau hàng chục năm chiến tranh, lại phải căng sức bảo vệ thành quả độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ vừa mới giành được. Dưới sự hậu thuẫn của đế quốc và phương Tây, các thế lực ngoại bang cùng lúc gây ra hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, khiến hàng trăm nghìn người con ưu tú của dân tộc tiếp tục phải hy sinh xương máu. Trong khi đó, số tàn quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dù đã di tản lưu vong nhưng vẫn hậm hực, chưa chấp nhận thất bại. Từ hải ngoại, chúng nhen nhóm móc nối để thành lập các tổ chức, hội nhóm với ý đồ xâm nhập nội địa, chống phá đất nước. Việt Tân là một trong những tổ chức như vậy. Tháng 9 năm 1984, sau khi chuyên án CM12 mà lực lượng công an Việt Nam đấu tranh khiến chiến dịch Minh Vương mà Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ đạo thất bại thảm hại, những đối tượng cốt cán của Việt Tân thời điểm đó không rút ra bài học mà tiếp tục tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, thực hiện các chuyến xâm nhập có tên Đông Tiến vào nội địa. Và cái kết được báo trước cho chúng chính là mạng sống của mình. Sau hơn 40 năm kể từ ngày dựng lên tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, tiền thân của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày nay, những gì mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại thường nhắc tới khi nói về tổ chức này gói gọn trong vài cụm từ: bịp bợm, dối trá và man dợ. Bản chất manh động, những trò lừa bịp để trục lợi cũng như hoạt động phá hoại đất nước của Việt Tân như thế nào? Đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Không chấp nhận sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, sau khi lôi kéo được một số người từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy sang hải ngoại sau năm 1975. Năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên là chuẩn tướng, phó đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và Phạm Văn Liễu dựng lên cái gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Mục đích của số này là tuyển mộ lực lượng, trang bị vũ khí, quay về nước, phá hoại chính quyền, hòng tạo ra đột biến để lật ngược thế cờ. Thời điểm đó, phần đông người Việt tản cư vẫn còn giữ tư tưởng hết sức cực đoan, thù địch về chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây trở thành yếu tố mà Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lợi dụng để lừa bịp, vận động quyên góp, ủng hộ mặt trận. Ngày 8 tháng 3 năm 1982, tại một khu rừng núi ở Buôn Tha Rít, thuộc tỉnh Ubon, Thái Lan, giáp biên giới Lào, Hoàng Cơ Minh đã lập ra Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Đảng Việt Tân, do Minh làm chủ tịch, công bố cương lĩnh chính trị với tôn chỉ mục tiêu là lật đổ chế độ Cộng sản, khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày chui lủi ở vùng rừng núi Thái Lan, chúng tung hô đã gây dựng được mật khu kháng chiến trong quốc nội. Quân số đã chiêu mộ được hàng nghìn người và tích cực kêu gọi ủng hộ mặt trận. Hàng chục triệu đô la, tiền, vàng quyên góp cho phong trào yểm trợ kháng chiến, vì thế chui thẳng vào túi của những tên cầm đầu. Trên thực tế, quân số của cái gọi là mặt trận này chưa đến 10 người, phải thuê thêm hàng trăm người dân Thái Lan cùng làm diễn viên, lăn lê bò toài, tập luyện, rồi quay phim chụp ảnh nhằm đánh lừa dư luận hải ngoại. Để có chỗ ẩn náu, diễn hài ở vùng rừng núi heo hút trên đất Thái, Hoàng Cơ Minh mất không ít tiền cho một số sĩ quan Thái Lan làm ngơ cho mật khu kháng chiến hoạt động. Đầu năm 1983, Hoàng Cơ Minh từ Thái Lan trở về Hoa Kỳ. Trong sự kiện Đại hội Chính Nghĩa, Minh Ba Hoa tuyên bố mặt trận đã tập hợp được 36 tổ chức kháng chiến với lực lượng khoảng 10.000 quân, chuẩn bị các kế hoạch xâm nhập vào nội địa. Ở trong nước, cho tới ngày hôm nay, với cái quân số võ trang là trên dưới 10.000 người, chúng ta cùng quyết tâm giải phóng. Hoàng Cơ Minh tuyên truyền là tổ chức của y có đông người, có nhiều căn cứ đặt tại đất nước Việt Nam. Nhưng thực ra không có tổ chức, không có căn cứ nào đặt trên đất nước Việt Nam cả. Và quân số chỉ có vài trăm người. Và hầu hết là những người này ở các trại tị nạn bị gạt gẫm đưa vào tổ chức của y đặt ở các cứ điểm trên đất Thái Lan. Và ngay cả đài phát thanh Việt Nam kháng chiến cũng vậy, được đặt ở vùng tỉnh Ubon giáp biên với Lào, chứ không phải như ở rừng núi Việt Nam như chúng thường tuyên truyền. Sau thời gian tích cực tuyển mộ, lôi kéo người tham gia mặt trận, Hoàng Cơ Minh chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đông Tiến 1.
ngày 15 tháng 5 năm 1986 dưới sự dẫn đường của bọn thổ phỉ Lào. Nhóm 51 đối tượng lấy tên Quyết đoàn 7773 do Dương Văn Tư cầm đầu, trang bị vũ khí, thiết bị nổ, lương thực, xuất phát tại Thái Lan. Mục đích của chúng là xâm nhập vào nội địa qua biên giới Gia Lai - Kon Tum, xây dựng mật cứ để thực hiện các hoạt động phá hoại, ám sát cán bộ. Tuy nhiên, kế hoạch Đông Tiến 1 nhanh chóng sụp đổ khi chưa kịp xâm nhập vào nội địa. Hơn 40 tên bị bộ đội Lào và lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt. Một vài tên chạy trốn, số còn lại bị bắt sống. Trong khi đó, tại hải ngoại, nội bộ Việt Tân cũng như những kẻ chóp bu lãnh đạo mặt trận có sự chia rẽ, lục đục do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền bạc. Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công tách khỏi tổ chức và những mánh khóe lừa bịp để moi tiền đồng bào được số này tiết lộ công khai. Bị cộng đồng người Việt tẩy chay, mặt trận đứng trước nguy cơ tan rã. Để vớt vát uy tín, củng cố lại chỗ đứng của tổ chức, Hoàng Cơ Minh lừa gạt, lôi kéo thêm một số người, gom toàn bộ được khoảng 150 tên, chia làm 4 quyết đoàn, trang bị đầy đủ vũ khí, có cả B-40, B-41, mìn, mang theo lương thực, tiền vàng, thực hiện kế hoạch Đông Tiến 2. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, cuộc xâm nhập do đích thân Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cũng xuất phát tại một khu vực rừng núi trên đất Thái Lan, gần biên giới Lào. Dưới sự dẫn đường của thổ phỉ Lào, trong hành trình hơn 40 ngày tìm đường về Việt Nam, tổ chức khủng bố này đã bộc lộ thêm sự manh động, tàn bạo khi chúng sẵn sàng giết hại, bỏ rơi chiến hữu, nằm lại nơi rừng thiêng, nước độc, chờ chết. Tôi trực tiếp nhận lệnh Lê Đình Bãi đâm chết một người là Bùi Bích Hồng, đâm bằng dao găm, dao thứ nhất vào yết hầu, dao thứ hai vào trấn thỉ và dao thứ ba vào tim. Và tôi trực tiếp ra lệnh cho Đỗ Bạch Thố đã xích cổ Nguyễn Văn Dũng chết lý do kiệt sức đi không nổi, và Võ Văn Vất đập đầu Nguyễn Văn Yên lý do ăn nhiều so với quy định, và Võ Hồng Đức bị thương đi không nổi do Lý Hổ chích thuốc chết. Ông Hoàng Cơ Minh đem về 100 quân giữa rừng gần núi để về đánh đổ chính phủ này. Thì tôi thấy một cái sức 100 quân mà đem về đánh đổ một chính phủ, tôi không tin rằng ông thành công. Kết cục đã được báo trước. Kể từ khi vượt sông Mekong đặt chân lên đất Lào, nhóm phản động biệt kích của Hoàng Cơ Minh liên tục bị hao tổn quân số do một số tên sợ hãi bỏ trốn, tự giết hại lẫn nhau và nhiều lần bị bộ đội Lào phục kích. Ngày 27 tháng 8 năm 1987, trước sự bao vây của bộ đội cách mạng Lào, hơn 80 tên bị tiêu diệt, 19 tên bị bắt sống, số còn lại chạy trốn. Kẻ cầm đầu Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Hoàng Cơ Minh và đồng bọn về tội phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt, nhưng ảo tưởng lật đổ chính quyền Việt Nam vẫn được nhóm tàn quân của Việt Tân ngoan cố thực hiện bằng chiến dịch Đông Tiến 3 do Trần Quang Đô chỉ huy. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, Trần Quang Đô cùng 68 tên khác âm mưu xâm nhập biên giới miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi chúng vừa vào đất Lào thì bị quân dân Lào truy quét quyết liệt. 30 tên bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống. Sau 3 lần Đông Tiến thất bại thảm hại, Hoàng Cơ Minh đã chết, nhưng vì được thành lập xây dựng trên nền móng của sự bịp bợm, dối trá, Việt Tân vẫn tiếp nối truyền thống lừa đảo người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng không công bố việc mặt trận đã thất bại mà vẫn vận động quyên góp tiền cho kháng chiến. Hệ thống các quán phở hòa trải khắp các nước có người Việt tản cư mà chúng lập ra để làm tụ điểm quyên góp, tiếp tục hút về cho số cầm đầu Việt Tân hàng triệu đô la Mỹ. Việc lừa gạt cộng đồng người Việt ở hải ngoại để tư túi dưới danh nghĩa ủng hộ kháng chiến mà không bao giờ công khai tài chính khiến dư luận nghi ngờ. Tuy nhiên, đối với những người lên tiếng vạch trần sự lừa bịp của Việt Tân, chúng sẵn sàng thủ tiêu. Trong 5 người Việt bị giết vì tố cáo những hoạt động nhằm trục lợi của Việt Tân, có 2 ký giả Đạm Phong và Lê Chiết. Sau một thời gian dài đi tìm bằng chứng, năm 2017, ông Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Đạm Phong, đã tổ chức họp báo công bố tội ác của Việt Tân. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, nước này đẩy mạnh tấn công vào các tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Để có chốn dung thân, Hoàng Cơ Định
em trai Hoàng Cơ Minh và số cầm đầu Việt Tân thay đổi phương thức hoạt động. Từ khủng bố phá hoại có vũ trang sang đấu tranh bất bạo động, chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ tiến hành cách mạng màu để lật đổ chính quyền. Ngày 19 tháng 9 năm 2004, tại Đức, Việt Tân công khai hoạt động như một đảng phái chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng tại Thái Lan. Về cái phương thức hoạt động theo cái hướng là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để hoạt động chống đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên với cái bản chất khủng bố của cái tổ chức Việt Tân thì nó cũng không thay đổi. Khi có điều kiện hoặc là những cái thời cơ thì chúng sẽ triệt để lợi dụng các cái tình hình, các cái vụ việc nóng đó để tiến hành các cái hoạt động khủng bố, phá hoại, rồi kích động bạo loạn biểu tình chống đảng và nhà nước ta. Kể từ khi chính thức công khai tổ chức vào năm 2004, chúng mở rộng mạng lưới bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi như Voice, Rise, Liên minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên gia Việt Nam Hải Ngoại, Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ Gốc Việt, VPAC, mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Ngoài ra, chúng liên kết với những nhóm phản động khác như Tổ chức Dân chủ Nhân dân do Đỗ Thành Công cầm đầu, Liên minh Dân chủ do Lê Minh Nguyên điều hành và Chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, nhằm tạo ra một thế lực liên hoàn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố, lừa bịp, mà còn nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia, móc nối với những phần tử cực đoan trong nước để chiêu mộ, huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này, sử dụng các đối tượng này như hạt nhân để dựng nên các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Dưới vỏ bọc tinh vi là các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ năng kiến thức. Các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia. Lợi dụng cái sự bùng nổ, cái sự phát triển, những cái tính năng hai mặt của công nghệ thông tin, đặc biệt là không gian mạng. Đặc biệt là chúng sử dụng các cái tiện ích, các cái chương trình, các cái phần mềm liên lạc mà có tính năng bảo mật cao trên không gian mạng, chẳng hạn như Sabai, Bantalk, Zalo, Telegram, Snapchat v.v. để liên kết, để móc tối, để lôi kéo người tham gia thành viên cho tổ chức, huấn luyện người tham gia là thành viên tổ chức các phương thức, các kỹ năng hoạt động xâm phạm quốc gia Việt Nam, kỹ năng đối phó lại cái sự phát hiện và đấu tranh xử lý của lực lượng chức năng Việt Nam và tiến hành các hoạt động chống phá xâm phạm quốc gia Việt Nam, kể cả manh động cũng như là các cái âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình cách mạng màu và tàu lực lượng nhằm công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam nhằm chống đảng, chống lại nhà nước Việt Nam. Chúng có hàng nghìn website liên tục tuyên truyền, lôi kéo, tạo ra những diễn đàn cho nhiều người tham gia. Mục đích là tuyển mộ lực lượng để đào tạo, sau đó tung về nước để thực hiện phá hoại hoặc là móc nối với các đối tượng nội địa để phá hoại bên trong. Thời gian vừa qua, Việt Tân đã cử thành viên cài cắm, trà trộn để giật dây, kích động các đối tượng cực đoan quá khích, đẩy nhiều sự việc trở nên phức tạp về an ninh trật tự, như sự cố môi trường biển ở miền Trung năm 2016, vấn đề đất đai tại giáo phận Vinh, vườn rau Lộc Hưng gây rối tại Bình Thuận năm 2018, hay vụ Đồng Tâm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Bên cạnh đó, từ nước ngoài, chúng nhiều lần cử người về nước vào dịp diễn ra các sự kiện lớn như bầu cử, đại hội đảng, chọn những nơi tập trung đông người để giải truyền đơn, phát tán tài liệu phản động, đặt bom, thậm chí là ám sát cán bộ, nhưng đều bị lực lượng công an Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa. Chúng duy trì lập mới hàng nghìn các cái trang web trên các cái tài khoản mạng xã hội Facebook, tổ chức nhiều các cái cuộc hội thảo, rồi hội luận trực tuyến nhằm tuyên truyền, đả phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, rồi lợi dụng những vấn đề vụ việc phức tạp nhằm kích động, lôi kéo, tập hợp nhân dân và các hoạt động tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, thúc đẩy hình thành các cái hội nhóm xã hội dân sự trong nước. Hiện nay, để tiếp tục gây quỹ với chiêu bài vận động ủng hộ cho dân chủ nhân quyền, hỗ trợ các dự án về dân sinh, pháp lý, xây dựng nhà cho người nghèo trong quốc nội, các đối tượng cầm đầu thường xuyên tổ chức các buổi ca nhạc, bữa tiệc để kêu gọi người tham gia. Tuy nhiên, bản chất xảo quyệt, bỉ ổi của những kẻ cầm đầu Việt Tân đã bộc lộ rõ, nên cộng đồng hải ngoại không mấy hào hứng với những sự kiện mà Việt Tân hô hào.
Với kiều bào hải ngoại, qua mấy thế hệ của tổ chức khủng bố Gia Đình Chị này, họ không còn lạ lẫm gì những trò hề của Việt Tân. Hiện nay, dù không ra mặt, nhưng ai cũng hiểu Hoàng Cơ Định, em ruột Hoàng Cơ Minh, là người giữ quỹ của tổ chức, đứng sau điều hành Việt Tân. Tổng Bí thư Hoàng Tứ Duy là con trai của Hoàng Cơ Định, còn Chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điểm nhiệm kỳ trước có mẹ là Hoàng Thị An, là chị ruột của Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định. Không có bất kỳ một cái cơ sở xã hội đáng tin cậy nào của Việt Tân đang hoạt động ở trong nước. Đấy nên là rõ ràng không có cơ sở xã hội ở trong nước thì cái việc hoạt động trong nước gần như là không có. Đấy nên là cái việc mà kinh phí để chuyển cho một số đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm, chúng tôi cho rằng là cũng không nhiều. Đấy, nên vậy thì quỹ quyên góp để làm gì? Thì đấy có thể là phục vụ mục đích cá nhân của một số đối tượng ở trong tổ chức Việt Tân. 4 năm trở lại đây, Việt Tân liên tục tổ chức sự kiện thường niên có tên Giải thưởng Lê Đình Lượng, tổ chức bình chọn và trao cho những đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm hay một số kẻ chống đối chính quyền quyết liệt. Thực tế, Lê Đình Lượng trú tại tỉnh Nghệ An là đối tượng đang chấp hành án tù, là thành viên của tổ chức Việt Tân. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Lượng sử dụng Facebook mang tên Lỗ Ngọc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mục đích của Việt Tân khi dựng nên giải thưởng này không gì khác nhằm tôn vinh một kẻ phản bội tổ quốc, cổ suý tinh thần cho các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước. Mỗi khi sự kiện này diễn ra thì đám chóc bu của Việt Tân lại ngỏ ý với người tham dự ủng hộ quỹ như một trò hề. Thưa quý vị, khi tổ chức đã mất uy tín, để tiếp tục trục lợi, mở rộng mạng lưới và cũng là để che đậy bản chất khủng bố, lừa bịp, phá hoại đất nước của mình, thời gian gần đây, những đối tượng cầm đầu Việt Tân cho ra đời các tổ chức ngoại vi dưới vỏ bọc là những tổ chức phi lợi nhuận NPO hay các tổ chức phi chính phủ NGO. Lợi dụng sự phát triển của Internet, các tiện ích của mạng xã hội để lôi kéo người tham gia. Chúng là những tổ chức như thế nào, hoạt động ra sao, chúng ta sẽ cùng nhận diện trong các chương trình sau của Góc nhìn sự thật. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.